Bản tin Hoa Thịnh Đốn kính mời quý vị đón xem bộ phim Con Người và Lịch Sử, Sự Can Thiệp của Hoa Kỳ vào Chiến tranh Việt Nam, dựa vào các cuộc phỏng vấn với cựu đại sứ Bùi Diễm. Được thực hiện với mục đích nghiên cứu theo thể thức lịch sử truyền khẩu và theo tinh thần học thuật do sự điều hành của tiến sĩ Alex Thái Võ, cùng với sự hỗ trợ của giáo sư sử học Keith Taylor, Đại học Cornell. Chương trình phát hình sẽ được phát trên SBTN vào lúc 8 giờ tối, giờ miền Đông Hoa Kỳ, từ thứ Hai cho đến thứ Năm. Lịch phát hình đợt 1 từ ngày 4 cho đến ngày 27 tháng Giêng năm 2021. Kính mời quý vị đón theo dõi. Mọi liên lạc xin gọi Võ Thành Nhân 301-257-8496 hoặc email washingtondc@sbtn.tv. Minh Thúy xin kính chào quý vị. Hôm nay tối thứ Tư, 30 tháng 12, 2020. Bản tin Hoa Thịnh Đốn hôm nay xin được dành riêng cho phần cuối của cuộc phỏng vấn cựu Tổng trưởng Hoàng Đức Nhã do ông Phan Lê Dũng thực hiện với đề tài Đau buồn và nuối tiếc. Xin mời quý vị theo dõi. Thế bây giờ, nếu mà đặt câu hỏi, cũng một người sinh viên, một người chính khách, một người ký giả hỏi lại anh tại sao mình mất Việt Nam, thì câu trả lời của anh như thế nào? Thì sao mình nói lời này là nghĩa là với sinh viên với ký giả chẳng hạn, tại tôi thật sự tôi nhắm cái anh sinh viên là cái mầm non của mình nói bài học là cái gì, tại sao cái là mình không làm thế đó. Như điểm thứ nhất đó, mình cái là một cái xứ nghĩa là tự do dân chủ, mình không có cai trị độc tài, đó là điểm thứ nhất, là cái bài học tốt. Mình có những cái luật lệ tôn trọng cái quyền tự do dân chủ, mặc dù nghe là trong cái giữa chiến tranh cái người nắm quyền nó rất có thể nghe là mong muốn lấy cái lý do an ninh quốc gia là dẹp tan mấy cái đó là độc quyền đó, nhưng mình không có làm như vậy đó là cái điểm soát. Báo chí của mình đó, hiến pháp mình đã nói rồi, không tự do báo chí mình đâu có kiểm soát, mình chỉ nói là vì chiến tranh mấy anh không có được. Nên anh trong báo chí không có được làm như thế này, là hiến pháp nó nói như này, không có được là viết thì dâm ô, là cái chuyện đó là nó đi sai với cái giá trị của Việt Nam mình đó. Nhưng đối với những cái tốt đó, mình không có thi hành đúng mức, là tại vì mình có những cái nhân sự đó không được, nghĩa là gọi là không đặt cái quyền lợi của quốc gia, và hơn nữa không có đủ khả năng. Mình cũng có dùng những người nghĩa là lệ phè, đảng phái có người quen buộc họ, cái đó là một cái gọi là thực trạng. Nhưng mà cá nhân tôi thì thấy cũng cái số người đó là ít thôi đó, thành ra tôi phải cho nghĩa là phải ghi lại cái gọi là cái công của ông Thừa. Khi mà ông thấy những người đó không có gọi là làm việc được, ông cho ra, thành thử lúc đó đổi cát đổi hoài là vậy đó. Đó, đưa người này lên nói là nhiều, nhưng mà rốt cuộc ông thì mỗi lần đi tỉnh ông hay hỏi mấy người cán bộ này cái màu kia rồi theo cái cách trả lời đó, thì ông cũng hiểu, ông dư đợi ông Diệm nên nhớ đó. Nghĩa là ông cũng hiểu cái hồi đó là công chức sao ông Diệm sắp tới trồng cây chuối rồi thế ông Diệm ra về cây chuối nó rớt cái đùng. Dạ, ông hiểu rõ hơn mấy cái đó. Tiếng Anh mình gọi là Potemkin Village hồi đời Nga, cái bà Catherine đi xuống trồng đồ lúa rồi mới về Potemkin Village. Dạ đó. Dạ. 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 Ông hiểu cái đó, thành thử ra lúc ông làm tổng thống ông hỏi ông, nghĩa là đầu này đầu nọ là ông biết rõ là cái, trong cái ngành đó chưa có làm đúng mức cái người công chức đó, nhiều khi ông hỏi cái ông tỉnh trưởng thì dĩ nhiên ông tỉnh trưởng này đặc trách thì quân sự, ông gọi ông phó hành chánh hay là ông phó nội an, theo câu trả lời là ông hiểu rõ là mình chưa có làm đúng mức đó, thành ra ông về là ông chỉ cái anh tổng trưởng y tế này, anh tổng trưởng giáo dục này, tôi thấy chưa cái thực thi đúng cái đường lướng mà tôi đưa ra đó, thành ra đưa ông khác tới đó là một cái điểm đó, thành thử ra công nhận rằng mình lúc đó mình có những cái là nguồn máy mình nó rất là tốt, cái thi hành của mình nó không đúng chứ không phải là nguồn máy mình xấu nha. Cái mục tiêu rõ ràng nghĩa là bảo quốc an dân, cái đó là nghĩa là strategic mission, cái người Việt Nam Cộng Hòa của mình đệ nhất đệ nhì gì cũng vậy, bảo vệ dân, nghĩa là bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, nghĩa là an ninh cho dân, để từ khi đó là giúp dân phát triển được đất nước, mới
nghĩa là giàu và mạnh. Tuy nhiên đó có những cái nghĩa là hành động xấu bên phía quân đội, bên phía dân sự, hố lộ, tham nhũng, lạm dụng quyền thế, cái đó đều có hết. Nhưng mà phải công nhận là lúc đó là trong cái chiến tranh đó, cái vấn đề mình phải gọi là trade off, đổi không phải chỉ thay đổi, nó gọi là đánh đổi. À, ưu tiên này cũng như hồi đó tôi nói chuyện với ông đại sứ Mỹ vô nói chuyện với ông Thiệu, ông phải giải quyết cái vấn đề cái cha tướng này, cái ông tỉnh trưởng này là ăn hối lộ. Trong lúc đó đó nghĩa là giặc nó tới đuôi nhà mình, nó bây giờ tôi đặt cái người tôi lãnh đạo ưu tiên sao, tôi cứu nhà tôi đó, trong lúc nhà tôi đang cháy mấy ông biểu phải dùng cái đồ xịt này đó, người cha này không biết xịt cái đồ cháy để đưa cái khác vô, tôi nói trời để tôi làm giặc tàn cái đấy đám cháy trước đã, thấy không? Từ đó ưu tiên thứ nhì giải quyết cái chuyện kia, chứ nó sẽ nó làm đó thành năm, nghĩa là mình nói như vậy là Mỹ nó non phải làm trước rồi xưa. Rất xin lỗi, ở đời phải có cái ưu tiên trước nhé, cái gì phải làm trước, làm cái gì mình để cứu sống đến lúc đó trong nhà, ok rồi bây giờ nhà hết cháy rồi bây giờ sửa lại làm sao, rồi xưa bây giờ học lại đi, tại sao nhà cháy, nhiệm vụ của ai, thấy không? Đó. Rồi tại sao cái nhà này có cái bình chưa đó, tại sao không có, không hối lộ, không lấy tiền, không làm gì hết đó, thì cái đó là hậu kiểm sau. Nhưng mà cái ưu tiên hay là như tôi nói cái dình từ cái vấn đề cái đánh đổi, cái người lãnh đạo đánh đổi, nhiều khi đánh đổi trật, nhiều khi đánh đổi trúng đó, thì ở đời cai trị là phải có cái can đảm để đánh đổi đó. Thì sau này lịch sử sẽ xét là ở đó đánh đổi quá nhiều đó, nhưng mà có những cái thấy cái điểm son của Việt Nam Cộng Hòa mình đó, những gì hiến pháp ghi vô là mình không bao giờ đánh đổi nha. À, bực bội cách mấy cũng đó, hình thử ra cứ vẫn là trong những năm mà vừa rồi đó, tôi nghe là tham gia những cái hội thảo và bàn cãi với mấy cái gọi là giới trí thức rồi của Hoa Kỳ ở mấy đại học đó, chính mấy người đã công nhận là chúng tôi, ông nói đúng, chúng tôi đáng lẽ phải học hỏi thêm những cái thành quả của Việt Nam, chính phủ Việt Nam có. Chúng tôi chỉ nhìn vấn đề Việt Nam qua khía cạnh quân sự thôi. Thế nên bây giờ có một số, nghĩa là giáo sư bắt đầu, nghĩa là tôi rất là vui là tôi nghĩa là trong 10 năm qua đó, hơn nhất, mười mấy năm qua, nhất định nói, ê, trong lúc chúng tôi đánh giặc chống xâm lăng, chúng tôi xây dựng đất nước. À, cái những người lãnh đạo của chúng tôi đó, thế, mặc dù họ có nhiều người không có tốt, nhưng mà họ không phải vì chiến tranh lấy lý do đó mà nghĩa là hủy bỏ hiến pháp, xóa bài làm lại, không. À, chúng tôi quốc hội chửi hành pháp đâu có binh gì đó, thì dĩ nhiên dân chủ thì hành pháp thì họ cũng lobby, họ có một số dân biểu nghị sĩ họ binh, họ thì đa số nghĩa là 51% là phải làm xếp mấy 49% nhé, đâu có cái kiểu vậy đâu, còn gì dân chủ đó, thành ra tôi rất là khuyến khích, thấy khích lệ đó là bây giờ trong cái giới học giả Mỹ rồi họ bắt đầu họ nhìn lại nhé, à, hồi đó cái khía cạnh đó sao thì nghĩa là hy vọng sau này đó các con em của mình đó, nó học lên nó có tài liệu nó tham khảo nó có những cái khía cạnh đó mà từ trước giờ mình không được biết đó. Tức là nói tóm lại theo ông là Việt Nam bị mất là vì vấn đề nhân sự chưa có đủ tài. Nó cái đó là một cái yếu tố thôi, thấy không? Như tôi nói đó, là mình có cái đường lối đi rõ ha, mình có cái guồng máy đi thi hành cái đường lối rõ ràng ha. Một số những người mà thi hành của mình là không có đúng, không có khả năng, hay là đặt quyền lợi của họ trên hết. Và cái một yếu tố rất quan trọng đó là mình không có được cái sự giúp đỡ để tiếp tục cái phiên diện quân sự. Lúc đó mình đâu có cần ai giúp đỡ mình về vấn đề kinh tế với cái đó đâu. Đấy không? Hơn nữa Hoa Kỳ họ giúp về quân sự nhiều, thì lúc đó vì cái gọi là cái tình hình chính trị ở Hoa Kỳ thì cái chuyện đó nó không thành nữa. Nhưng mà đối với phía Bắc Việt thì họ vẫn tiếp tục được nhận, nghĩa là viện trợ thì không có gọi là cân bằng đấy. Có nhiều người nghĩ là Việt Nam mình thua là vì thiếu vũ khí, nhưng mà theo như anh Nguyễn Kỳ Phong, tức là một người anh cũng nghiên cứu về sử, thì anh bảo là sau khi mất Việt Nam mình rồi, cái số đạn dược của mình vẫn còn dư sức để cho miền Nam mình chiến đấu thêm một năm nữa, thì lý do mình thua không phải là vì thiếu đạn dược. Đó là một yếu tố thôi. Dũng nói rất đúng, tôi biết Nguyễn Kỳ Phong thì đang nghiên cứu nó cũng kỹ. Cái nó đưa cái thống kê ở quân khu 2 đó,
Thì đúng khi mà mình hấp tấp và rút đi cái cuộc thi hành cái triệt thoái quân sự không có làm đúng mức, thì chắc Dũng cũng cũng đọc sách để biết là trong quân đội đó triệt thoái là một cái hành quân rất là khó. Mà hơn nữa đó, triệt thoái quân đã là khó rồi, còn quân đem theo gia đình binh sĩ nữa, mà đi một cái con đường mà không phải đường tráng nhựa, rất nhiều yếu tố. Nhưng mình nói là mình, nghĩa là thằng tôi chỉ nói là Hoa Kỳ nó gọi là không cái giữ cái lời hứa của biên trở, đó là cái ảnh hưởng tâm lý nhiều lắm. Vâng. Đó, tâm lý thành thử ra, mà hơn nữa đó, vì cộng Bắc Việt lúc đó mở ba mặt trận mà mùa hè đó, nghĩa là 1972 đó, ba mặt trận liên tiếp. Nó biết là tại nếu mình để cho mình có thì giờ đó là khó đánh mình. Nó nói à thằng Mỹ rút rồi, thằng Việt Nam còn hòa mình đó, chắc là nó sẽ lung lay. Mình giữ vững ba cái mặt trận liên tiếp, chính mấy cái người quan sát viên phải công nhận quân lực của mấy anh quấn mở ba mặt trận cùng một lúc nha. À, nghe là Quảng Trị Thừa Thiên ha, rồi Kon Tum ha, rồi là An Lộc. Đó, thành thử ra mình đối phó được cái đó là lúc đó đó, nói xin lỗi lúc đó thằng Bắc Việt nó trở về bàn thường thiết ra thôi, tìm cách dứt cái việc này của họ bằng quân sự không được, thành ra mới vô. Mà lúc đó mình kỳ thì nó cũng đâu có dấu gì, nó nhìn nó thấy cái tình hình bên Mỹ nó à, gọi là cái sự ủng hộ tinh thần nó không còn nữa, mấy này chắc là nó sẽ điêu đinh, thì vậy nó có nhiều thành phần ở trong cái xã hội nó cũng còn phá rối, mình cứ khai thác cái khía cạnh đó đó, thì về chiến lược thì nó tập trung vô cái vấn đề đó đó, đó. Chứ gọi là nói thì dĩ nhiên là lúc trước Hoa Kỳ nó cho mình 100 cái viên đạn, bây giờ nó cúp rồi còn 20 thì bắn lên 20 thì còn cái gì nữa rồi. Còn cái vấn đề mà mình vì mình triệt thoái quân sự mình bỏ lại cái đó là một cái hành động của chiến tranh, thì thật sự là một cái lỗi lầm của cái do cái sự mà triệt thoái hấp tấp. Thế lúc đó miền bố mình còn đang giữ. Vậy thì nhìn lại bây giờ, câu hỏi cuối cùng đối với ông là sau khi mà cái thời gian ông hoạt động, thì trong quãng thời gian đó nếu mà ông rút ra thì cái điều gì làm cho ông buồn nhất, và cái điều gì làm cho ông tương đối gọi là mình có thể gọi là đối với bản thân mình cảm thấy thỏa mãn theo cái ước vọng của mình lúc mà mình thắng. Điều mà trong tôi không muốn lấy cái lý do cái cá nhân của tôi mà tôi phóng đại hóa, nhưng mà nói chung đó, vì cái số phận của Việt Nam Cộng Hòa mình nó quá dính liền với của Hoa Kỳ, mà khi cái người Hoa Kỳ mà vì lý do của họ, đương nhiên không có quốc gia nào mà gọi là có bạn thân như là triền miên vĩnh cửu hay là có kẻ thù vĩnh cửu và triền miên đâu. Họ lo quyền lợi của họ thì dĩ nhiên cái người đại diện dân này, dân muốn cái gì thì họ làm cái đó. Thì ra trong cái giới lãnh đạo của mình có quá nhiều người tin tưởng rằng ồ người Mỹ nó sẽ bảo vệ mình. Cái đầu óc đó là cái đầu óc không có thực tế. Cái điều đó là cái điều tôi buồn. Mà chính cá nhân tôi nói ra là nó mấy người tôi nói là ông chống Mỹ. Tôi nói không, tôi là cái thằng thực tế, tôi học hỏi được cái điều đó. Đó không phải là người Mỹ của thế kỷ 20, người Anh thế kỷ 19 họ đã nói rồi. Anh Quốc không có nghĩa là kẻ thù vĩnh cửu mà cũng không có bản nghiên cứu, chỉ có quyền lợi. Cái rất đúng. Đó là cái điểm đó là mình ý rồi. Và thế nào họ cũng đến, đó là điểm thứ cái buồn thứ nhất. Buồn thứ nhì đó là trong cái gọi là cái đời sống chính trị của mình nó nhiều thành phần, như là muốn ta đây là nói à cái chính phủ này bết tôi chống sẽ là có chính phủ khác, không có thực tế đó. Thì sau này sau 75 thì mới thấy rõ cái sự không thiếu thực tế của những cái thành phần đó như thế nào. Tin tưởng nó kia vô là hòa hợp hòa giải lực lượng thứ ba, cái chuyện đó là mấy gia đình của Dũng thì ở ngoài Bắc vô thì hiểu rõ, trong Nam thì họ không chưa hiểu cái vụ đó. Thế đó này anh em mình ba sĩ đế là dựa cái chuyện đó vô trong chưa tới mấy tháng rồi là Cộng sản Bắc Việt nó coi mặt trận giải phóng nó đồ bỏ đó là cái buồn thứ hai, là không có cái óc thực tế để hợp tác với nhau. Thì cái điểm đó rất quan trọng là chính năm 72 73, cá nhân tôi đi theo lệnh của ông Thiệu đi ra làm việc chung với mấy cái đảng họ hợp nhau lại đó. Bây giờ đó mình sẽ đối phó với thằng Cộng sản này, bây giờ mình hợp nhau lại đó. Rồi thấy mấy ông là đảng này chống ông kia, tôi không có nghe cha này có biết gì đâu. Lúc đó thôi bây giờ nghĩ lại đưa một cái người nào có uy tín
đưa ông Trần Quốc Bửu. 3 tháng sau ông vô ông trình tổng thống là thư tổng thống tôi hết chịu rồi, tôi không thể làm việc gì mấy kem đó. Ông nào cũng cứ cho là mình gọi là prima donna, ông nào cũng xếp xong hết, không có ai làm việc được. Đó, thì đưa ra cái đó là cái buồn của cái đó là theo tôi nghĩ chắc hồi mấy chục năm về trước nó cũng vậy. Vâng. Thấy là mình ai cũng cho là mình hơn người, không có đoàn kết với nhau. Đó là ba cái điểm. Rồi cái điểm thứ tư đó là như tôi nói đó, mình chưa đủ thì giờ lúc đó mình đã có những cái chương trình phát triển ngon lành, chỉ một năm nữa là mình xuất cảng gạo, mình đã có dầu lửa, mình đã có lúc đó nhờ cái chính phủ đó, phải công nhận đó, để cho những cái tuổi trẻ, những người học ở bên Mỹ rồi làm rồi lúc đại học mình sản xuất ra bao nhiêu những nhân tài đó, bắt đầu làm đi vô số sông tỉnh trong dân, hồi đó cán bộ của canh nông trường nông nông rút ra là đi vô chứ không phải ngồi ở Sài Gòn đó. Rồi ngồi bằng giấy cạo giấy đó, đó cái lúc đó là mình phải công nhận là những cái bộ đó rất là thành công đó. Nhưng mà mình không đủ về để thi hành những cái điểm đó. Đó, còn riêng cá nhân tôi những cái gì mà hảo nhất là tôi, thứ nhất là tôi vui nhất là tôi đã làm những cái gì mà tôi thấy trong lúc mà đi học kỹ sư đó, mình được cái cơ hội, được ông tổng ông cho cái cơ hội ở trong cái địa vị mà thứ nhất thi hành những cái gì làm, từ nghĩa là cách đào tạo, nghĩa là nhân viên, những người làm việc chung với tôi, hay là sửa đổi những cái gì trật. Đó là cái điểm mà tôi thấy cái cơ hội để đóng góp của đất nước. Và điểm thứ gì nữa, không phải nói là tôi nói là trúng, nhưng mà là nếu giả mình có thì giờ hơn thì tôi tin chắc rằng mình sẽ thành công. Thành ra gọi là hồi đó nếu mà có nhiều người đó, nghĩa là mình còn thì giờ mà có nhiều anh em như chúng tôi lúc mà 65 về đó, nghĩa là thấy cái nghĩa là đất nước như thế này mà nhảy vô đóng góp vô, thay vì nghĩa là ngồi đó là nói, tôi giỏi hơn, tôi không thèm cộng tác với lại chính phủ đó. Như tôi lấy một cái ví dụ điển hình hồi đó đó, mời ông Nguyễn Văn Phong ra làm thủ tướng, là mình thấy rõ mấy sau khi hợp tác với mấy cái hãng đảng kia nào là Đại Việt, Nam Quốc Chân Đảng là đủ thứ, không đi đến đâu ngồi nói chuyện, không thấy thực sự là mới ngồi mà nói chuyện, mà không có cha nào nói chuyện cha nào đó, rất là buồn. Nhưng như ông giáo sư Bông rất là đàng hoàng, tôi vẫn đấu lập, tôi đấu lập mà trên không phải là trên cái phương diện mà gọi là hòa hợp với cộng sản, đâu chính phủ làm cái điều này tôi thấy làm cái điều đó good, mời anh Bông. Chính tôi là cái người là trung gian giữa ông Thiệu với giáo sư Bực đó. Này, có những cái bộ này đó anh phải để cho ông Thiệu, ông tổng thống đó, ông nghe là nói chuyện với anh về ví dụ như một cái ông quân đội phải làm về an ninh trật tự đây, thì cái người nghe là civil thì người dân sự thì cũng đâu có kinh nghiệm bằng cái đó, còn vấn đề kinh tế, vấn đề tài chính thì anh lo, thì ông hoàn toàn đồng ý mà rất tiếc là đó. Ví dụ như là bây giờ mình cứ nói đi, giải tử nếu mà ông có thì giờ ông làm thủ tướng, tôi dám chắc với anh đó, là cái gọi là cái tiến trình chính trị của Việt Nam Cộng Hòa thay đổi lúc đó đó, thì họ thấy ô cái ông này ông làm được đấy, thôi mình cộng tác thêm với nó, thế tôi nghĩ như vậy đó. Thì cảm ơn ông rất nhiều. Yeah. Mình sẽ hỏi thêm những vấn đề kỳ sau. Ok, cảm ơn. Được nhé.